Tiếp nối thời lượng của An ninh toàn cảnh sẽ là bản tin 113 online. Và biên tập viên Thu Hương sẽ là người đồng hành cùng với quý vị. Xin mời chị Thu Hương ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Mỹ Hạnh và Bích Liên. Kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, một chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị người vi phạm điều khiển xe máy lao thẳng vào người khiến bị thương phải nhập viện cấp cứu. Vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 28 tháng 4, tại km số 800+500 quốc lộ 1 đoạn đi qua thị trấn Phong Điền, tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 75H175060 lưu thông theo hướng bắc nam vi phạm tốc độ. Trung tá Hoàng Anh Công Minh đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An sinh năm 2001 trú tại huyện Phú Vang điều khiển phương tiện phía sau chở theo Trương Ngọc Thảo Nhi sinh năm 2009 lao thẳng vào đồng chí Minh khiến đồng chí Minh bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, Trung tá Hoàng Anh Công Minh được đồng đội nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ. Còn tại tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành đang tạm giữ đối tượng có hành vi đốt xe máy vi phạm trên xe tải chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ 51 đoạn thuộc xã Lộc An, huyện Long Thành. Thông tin ban đầu, vào lúc 21 giờ 10 phút tối ngày 28 tháng 4, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 51. Khi đến đoạn xã Lộc An, huyện Long Thành, một người đàn ông điều khiển xe máy bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn và bị tạm giữ phương tiện. Ngay khi lực lượng cảnh sát giao thông vừa cẩu xe lên thùng xe tải chuyên dụng thì người đàn ông này đã tự ý trèo lên thùng xe tải của lực lượng cảnh sát giao thông và bất ngờ châm lửa đốt xe máy. Lúc này trên thùng xe chuyên dụng có 4 chiếc xe máy vi phạm nên bị cháy lan. Tổ công tác đã khống chế đối tượng trên đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 26.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, ngày 28 tháng 4 có đến 14.515 trường hợp vi phạm giao thông, gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, ngày 28 tháng 4, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông làm chết 20 người, bị thương 68 người. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp vi phạm giao thông, ra quyết định xử phạt 31 tỷ 830 triệu đồng, tước 2.933 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 158 ô tô, 5.407 mô tô và 125 phương tiện khác. Trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn 3.916 trường hợp, ma túy 15 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.736 trường hợp. Ngày 27 tháng 4, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ làm chết 24 người và bị thương 51 người. Trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã tập trung xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Kết hợp vừa tuần tra vừa chốt chặn, lực lượng chức năng đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm ghi nhận trên tuyến đường trọng điểm du lịch Đà Nẵng. Chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải. Trong thời gian ngắn, tổ công tác dừng gần 50 phương tiện để kiểm tra và phát hiện nhiều người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đơn cử như trường hợp này vi phạm ở mức kịch khung. Mặc dù đã bị xử lý và tịch thu phương tiện trước đó, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục sử dụng rượu bia và coi thường an toàn tính mạng bản thân. Mình vi phạm mà mình không chấp nhận đúng không? Không phải là không chấp nhận nhưng mà tôi chưa xem một vấn đề gì hết. Mình vi phạm nồng độ cồn nữa. Tôi đi đúng đường, đúng đường, đúng lối. Không có nhà làm thưa. Là lối chửi mắng, thậm chí dùng lời lẽ thô tục hay bất chấp hiệu lệnh rồ ga bỏ chạy. Những trường hợp không phải hiếm gặp và họ có rất nhiều lý do để thuyết phục lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên với trường hợp người điều khiển xe máy không chấp hành đo nồng độ cồn đều áp dụng xử lý ở mức cao nhất, là phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Rất nhiều trường hợp người vi phạm đã vi phạm từ 2 đến 3 lần, như cái trường hợp mà vừa rồi chúng ta vừa kiểm tra đã người vi phạm đã vi phạm lần thứ 2. Đối với những trường hợp này thì người vi phạm tỏ ra không chấp hành, có biểu lời nói cử chỉ hành động cũng như thái độ là chống đối lại lực lượng chức năng, thì đối với những trường hợp này chúng tôi bên mặt chúng tôi động viên, giáo dục thuyết phục thì chúng tôi sẽ mời công an phối hợp với công an phường để mời người dân về xử lý, và sâu sắc hơn thì chúng tôi sẽ để người dân qua ngày mai tính, chúng tôi sẽ phối hợp công an phường mời đến xử lý thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hiện nay mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với xe máy và ô tô đều ở mức cao và hậu quả để lại sau mỗi vụ tai nạn giao thông vô cùng nặng nề. Nhiều người dân cũng dần thay đổi nhận thức. Uống bia vào thì nguy hiểm, khá là nguy hiểm khi mà tham gia giao thông, bởi vì khi mà mình uống bia vào thì cơ thể mình không tỉnh táo được để mà lái xe, cho nên em thấy cái việc đó rất nguy hiểm. Chúng ta nên tiết chế cái việc đó lại sao cho nó phù hợp với các chuẩn mực
của cuộc sống mới để đảm bảo an ninh an toàn ở trên các con đường mình đi, không an toàn cho chính mình, an toàn cho mọi người. Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố Đà Nẵng bố trí 100% quân số, ứng trực xuyên suốt 5 ngày nghỉ. Mỗi ngày, mỗi đơn vị bố trí 2 tổ công tác, vừa chốt chặn, vừa tuần tra lưu động vào khung giờ thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là nồng độ cồn. Qua tuần tra lưu động, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải còn phát hiện, ngăn chặn kịp thời thanh thiếu niên mua bán, vận chuyển khí cười trên đường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Một tài xế đã bị xử phạt 15 triệu đồng, tước bằng lái xe 3 tháng vì có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Vào trưa ngày 28 tháng 4, người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ghi lại hình ảnh chiếc limousine liên tục chuyển làn và lạng lách đánh võng trên đường, gây mất an toàn giao thông. Người dân sau đó đã gửi hình ảnh vi phạm của ô tô trên cho lực lượng cảnh sát giao thông. Nhận được video phản ánh, đội số 2 đã bố trí lực lượng dừng kiểm tra phương tiện tại khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Tài xế trú tại tỉnh Nghệ An đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Nhằm bảo đảm tốt nhất cho người dân và hành khách đi và đến tại các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Theo đó, nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn, khai thác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan, quán triệt nhân viên và người điều khiển vận hành thiết bị phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay tuyệt đối tuân thủ các quy định về an ninh an toàn hàng không trong quá trình hoạt động tại khu vực hạn chế. Vấn đề an ninh ở khu vực này chị thấy họ làm rất là chặt chẽ, rất là tốt, mà họ có, nói chung là họ đáp ứng cái nhu cầu của mình, tức là mình có hỏi cái gì thì họ sẽ chỉ dẫn tận tình cho mình, không có vấn đề gì cả. Là toàn bộ lực lượng an ninh tại cảng đảm bảo trực 24/7, đặc biệt là lực lượng khẩn nguy để đảm bảo tất cả kiểm tra, tất cả những công cụ, dụng cụ, phương tiện phục vụ cho công tác khẩn nguy, để khi mà có những tình huống bất thường thì là tất cả các lực lượng là đã sẵn sàng trong công tác phục vụ để đảm bảo được cái an ninh tuyệt đối cho cảng không quốc tế Nội Bài. Ngoài ra, các cảng hàng không chủ động bố trí nhân sự, trang thiết bị cần thiết khi lưu lượng hành khách thông qua cảng hàng không, sân bay tăng và tăng cường kiểm tra đôn đốc, quản lý, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra vào hoạt động tại khu vực hạn chế. Là các cơ quan đơn vị phải chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan công an địa phương để kịp thời nắm tình hình, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Thứ hai là các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không nghiêm túc thực hiện các cái biện pháp kiểm soát an ninh hàng không theo chương trình an ninh hàng không, quy chế an ninh hàng không đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt, ra soát chuẩn bị sẵn sàng các cái phương án ứng phó khẩn nghi cần thiết nếu như xảy ra các cái vụ việc vi phạm về an ninh hàng không. Để người dân và hành khách có những chuyến bay an toàn với kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu cảng vụ hàng không miền Bắc tăng cường kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định khai thác, vận hành phương tiện mặt đất, đồng thời xem xét xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định về an ninh an toàn trong quá trình khai thác tại cảng hàng không, sân bay. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày gần 500 triệu đồng. Lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang tại 10 điểm đang ghi số đề, 18 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ. Cầm đầu đường dây số đề này là Huỳnh Thị Kim Loan, 50 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Khám xét tại các địa điểm, thu giữ 20 điện thoại di động, gần 100 triệu đồng cùng nhiều tài liệu tăng vật có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu tháng 3 đến nay. Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến gần 500 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi, sinh năm 1985, trú tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, và Nguyễn Đăng Trình, sinh năm 1983, trú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hai đối tượng có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Linh Yến Phi do Nguyễn Minh Tân làm giám đốc. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vào đầu năm 2022, Tân quen biết Nghi và Trình thông qua mối quan hệ bạn bè và cùng nhau hợp
hợp tác làm ăn, Tân đã bổ nhiệm Nghi làm giám đốc công ty Linh Yến Phi chi nhánh Cần Thơ. Thời gian này, các đối tượng đã cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty Linh Yến Phi, đưa ra nhiều thông tin gian dối như cho vay đáo hạn ngân hàng, trả tiền phiếu thu mua tôm để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành phố và chiếm đoạt số tiền trên 4,4 tỷ đồng nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, mới đây Trung tâm An toàn Không gian mạng Quốc gia đã đưa ra cảnh báo tuần về an toàn thông tin từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4. Theo đó, thì đơn vị này đã nhận được 286 phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam thông báo qua hệ thống. Qua kiểm tra phân tích thì có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của ngân hàng, các trang thương mại điện tử hay là ví điện tử. Thực tế thì đây là một trong những thủ đoạn quen thuộc mà các đối tượng thường sử dụng để tấn công lừa đảo người dùng. Vì vậy mà người dân cần phải hết sức cẩn trọng, kiểm chứng kỹ các đường liên kết trước khi đăng nhập để tự bảo vệ mình. Đây là danh sách các website giả mạo được Trung tâm An toàn Không gian mạng Quốc gia cảnh báo trong tuần vừa qua. Một số có tên miền khá giống với những đơn vị, tổ chức, thương hiệu mà chúng giả mạo. Song có thể nhận thấy, các đường dẫn này lại có đuôi ít phổ biến như .store, .vip, .online hay một số khác là chuỗi ký tự, số lạ. Trang web chính thống thường có địa chỉ URL rất là ngắn gọn, này, dễ nhớ và chính xác. Thường bắt đầu bằng HTTPS. Và có biểu tượng hình cái khóa, và trong khi đó địa chỉ URL của các trang web giả mạo thường khá là dài, phức tạp và không bắt đầu bằng HTTPS và không có biểu tượng khóa. Cái thứ hai là thiết kế trang web. Trang web chính thống thì thường có thiết kế chuyên nghiệp, dễ nhìn, dễ sử dụng. Trong khi đó là các trang web giả mạo thường có thiết kế đơn giản, xấu hơn và thiếu đi chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, các website giả mạo thường yêu cầu người dùng cung cấp nhiều thông tin cá nhân nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân. Một số trường hợp, ngay khi người dùng truy cập các website này, sẽ xuất hiện những cảnh báo, đe dọa hoặc các chương trình trúng thưởng hấp dẫn với nhiều phần quà có giá trị để đánh lừa và dụ dỗ người dùng, điều hướng truy cập đến những website không an toàn khác có chứa mã độc. Khi đăng nhập những trang web mà yêu cầu đăng nhập thì chúng ta phải kiểm tra xem đây có phải là trang web chính chủ không? Hay là đây là những nội dung gì? Nếu mà chỉ là một trang web để lấy thông tin thôi thì chúng ta không nên điền, chắc chắn là không nên điền vào, tại vì những cái trang web này sẽ lấy thông tin về đăng nhập, những tài khoản ngân hàng, số chứng minh thư nhân dân hay là những thông tin liên quan đến phúc lợi xã hội khác. Hiện nhóm ngành tài chính ngân hàng đang là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công lừa đảo bằng website giả mạo, sau đó là ngành bán lẻ thương mại và giả mạo cơ quan chức năng. Các trang web lừa đảo hầu hết là giả mạo các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như Tiki, Shopee, Sendor. Vì vậy, người dùng cần nâng cao nhận thức và hiểu biết của mình về các kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Xem được những cái nguồn gốc của trang web này có thật sự là do những cái tin nhắn này là có do phần mềm mình sử dụng gửi đến hay không, hay là chỉ là một số lạ thôi, thì chúng ta đặc biệt là không nên ấn vào những đường link từ số lạ. Ngoài những lời khuyên trên thì khi mà chúng ta sử dụng những trình duyệt trên máy tính, chúng ta có thể cài thêm những tool hỗ trợ để có thể xác minh được đây có phải là một đường link độc hại hay không. Thì những tool này sẽ luôn được update hàng ngày và phát hiện ra. Để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Việt Nam khuyến cáo người dân cảnh giác, không truy cập vào các trang web đã được cảnh báo, luôn xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân nào qua mạng. Nếu phát hiện website lừa đảo, hãy báo cáo cho nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tối qua, một vụ cháy đã bất ngờ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh các thiết bị điện tử có chi nhánh tại đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 4, người dân sống trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp ngửi thấy mùi khét nặng kèm theo khói đen nghi ngút bao phủ. Ngay sau đó, thấy lửa cháy bùng lên tại cửa hàng điện tử 140 đường Lê Văn Thọ. Nhiều nhân viên trong cửa hàng đã nhanh chóng đẩy tài sản có giá trị ra bên ngoài, đồng thời dùng bình chữa cháy mini để dập lửa, nhưng do trong cửa hàng có nhiều vật chất dễ cháy nên ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 45 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may tất cả nhân viên cửa hàng đã kịp thời thoát khỏi đám cháy nên không có thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng đã bị thiêu rụi. Được biết là cửa hàng này là chi nhánh của doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng là thiết bị điện tử.
như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã số 21 ngày 18 tháng 4 năm 2020 đối với đối tượng Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại số nhà 77 Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã số 06 ngày 11 tháng 3 năm 2020 đối với đối tượng Trần Văn Dũng, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại số nhà 31 ngõ 84 tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số 04 ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng Lê Văn Bảy, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Quảng Bình, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, bị Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã số 01 ngày 28 tháng 12 năm 2023, cũng về tội đánh bạc. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 0692345860 và 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.